Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero, há hóc mồm với những kỹ thuật thượng thừa. Kỹ thuật bóng đá là một trong những yếu tố khẳng định được đẳng cấp của các cầu thủ. Đó cũng là một trong những điều tạo nên sức hút của môn thể thao này. Đối với các cầu thủ, ngoài việc rèn luyện thể lực thì việc cải thiện kỹ năng kiểm soát trái bóng cũng vô cùng quan trọng. Nó giúp bạn tự tin hơn trong những trận đấu của mình. Hãy cùng Mr. Zero điểm qua những kỹ thuật thượng thừa mà các cầu thủ có đẳng cấp cao mới thực hiện được nhé. Nếu thấy clip này hay thì hãy like, share, subscribe, nhấn vào nút thông báo để nhận được những clip mới nhất từ bên mình nhé. Xin chào! Trong lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có cầu thủ nào đạt đến trình độ kỹ thuật như Zinedine Zidane, và một trong những pha xử lý quen thuộc nhất của ông là pha xoay cầm ba. Thậm chí, vì xử lý quá thành thục, hiệu quả và đẹp mắt, tuyệt kỹ này gần như gắn liền với tên tuổi huyền thoại người Pháp. Và hãy cùng Mr. Zero xem qua những hậu bối của Zidane đã sử dụng kỹ thuật thượng thừa này trong bóng đá hiện đại như thế nào nhé! Chúng ta đang được theo dõi màn trình diễn của Mbappé, bỏ lơ hàng phòng ngự áo đỏ dày đặc vây quanh, thần đồng bóng đá sút bóng về phía trước, xoay người lách qua hàng hậu vệ đối phương một cách khéo léo, lao về phía bóng, vừa người tiếp tục chuyền bóng bằng đầu. Wilfried Zaha được biết đến với kỹ thuật xoay cầm ba khá giống với cách mà cựu cầu thủ Zidane thực hiện. Với đôi chân linh hoạt của mình, anh liên tục chuyển chân giữ bóng cũng như là mất phương hướng đối thủ. Bắt được thời cơ, anh này xoay người để che tầm nhìn đối thủ rồi tiếp tục tạo đường chuyền cho riêng mình. Sân cỏ này là của bố mày. Chắc là Vinicius Junior đang áp dụng câu trích dẫn này vào sàn diễn riêng của mình đây. Và trong tình huống suýt chút nữa thì mất bóng, anh tâng bóng bổng qua người đối thủ, đỡ bóng bằng ngực rồi tiếp tục chuyền bóng về phía đồng đội. Không biết Vinicius dùng ma thuật gì mà tất cả các cầu thủ cũng như là trọng tài, ai nấy cũng đều phải ngơ ngác đứng nhìn. Yannick Carrasco đang thực hiện màn xoay combo 2 vòng trước vòng vây của các cầu thủ Len. Số 6 đã thực hiện một pha xoay xoạc bóng nhưng không thể nào cản phá được lối chơi của Yannick. Gbamin luôn kề cặp bên cạnh nhưng không tài nào có thể cản phá được màn xoay combo ngoạn mục của Yannick. Như đôi chân của cầu thủ áo đỏ số 24 đang là vũ khí đáng sợ mà tuyển áo đen phải dè dặt kèm cặp bên cạnh hai cầu thủ áo đen, nhưng số 24 vẫn đang rê bóng và giữ bóng một cách rất khéo léo. Giữ bóng, chuyển chân, xoay người tốc độ, cuối cùng thì bóng cũng đã được anh dễ dàng truyền qua cho đồng đội.
đánh một không chuột cũng què, nhưng có vẻ như hai cầu thủ áo vàng khó có thể cản được kỹ thuật của số 7. Bóng được anh này chuyền qua lại giữa hai chân, giữ bóng khéo léo, xoay người nhưng luôn giữ được bóng mà lại loại bỏ được sự kèm cặp của đối thủ, thật quá tuyệt vời. Masuaku đã có màn trình diễn vô cùng thuyết phục, liên tục bị hàng hậu vệ Tottenham kẹp sát, nhưng điều này hoàn toàn không làm Masuaku lo ngại, mà ngược lại anh giữ bóng rất tốt, bóc bóng bật qua người đối thủ, xoay người tiếp tục rê bóng về phía khung thành để ghi bàn. Người bằng kỹ thuật xoay cầm ba là kỹ thuật được cựu cầu thủ Zinedine Zidane sử dụng rất nhiều và chính anh đã tạo nên thương hiệu cho cách đi bóng qua người đơn giản và hiệu quả này. Khi bạn đang dẫn bóng và đối thủ có hướng lao vào bạn, hãy bước lên quả bóng bằng chân thuận để chặn bóng và xoay 180 độ để che mặt đối thủ, sau đó nhanh chóng sử dụng chân còn lại đá quả bóng theo hướng di chuyển ban đầu, đồng thời xoay tiếp 180 độ để loại bỏ đối thủ. Cầu thủ số 33 là số 30 Silva. Dù có chiều cao khiêm tốn hơn, nhưng số 33 có tốc độ di chuyển kinh ngạc. Nhận thấy đối thủ kề sát phía sau, anh linh hoạt đi bóng, di chuyển bóng vào giữa hai chân và xoáy bóng nhằm che mặt đối thủ. Còn Silva có vẻ đã thấm mệt, khi một chút nữa thì anh sẽ ngã quỵ xuống chỉ vì chạy theo số 33. Santiago Arias. Dù Arias liên tục kéo áo, thậm chí là soạt bóng, nhưng tất cả cố gắng của anh đều không thể nào vượt qua được khả năng giữ bóng cùng kỹ thuật của Carrasco. Dùng chân phải giữ bóng, đồng thời đá bóng theo hướng ngược lại che mắt đối thủ, Carrasco thực sự đã thoát được vòng vây của Arias. Trình diễn của Cristiano Ronaldo khác với cách mà mọi người dùng chân, anh bãi nhà ta giơ tấm lưng bé nhỏ của mình đỡ bóng từ phía đồng đội, xoay người 180 độ. CR7 che khuất tầm mắt của đối thủ và đương nhiên anh này làm mất bóng ngay lập tức. I am who I'm meant to be. Over and out. My future needed clarity, so I could see how you react. Chúng ta đang được nhìn thấy Giannis Bolasie phô diễn qua người bằng kỹ thuật xoay cầm ba. Trước sự truy cản của đối phương, cầu thủ người Pháp vẫn giữ chắc bóng trước khi đổi chân tấn bóng qua người và xoay thân che tầm nhìn đối thủ. Quả là một pha xoay cầm ba siêu đẹp mắt đến từ vị trí của Bolasie.
Để cản phá kỹ thuật xoay cơm ba thì các cầu thủ thường dùng biện pháp soạt bóng và áo đỏ số 14 đang rất cố gắng để thực hiện điều này. Có vẻ như anh chàng đã phải rất tập trung để bắt kịp được cách luân chuyển đôi chân của cầu thủ áo xanh, nhưng đáng tiếc cho anh vẫn tiếp tục là màn cướp bóng hụt mất rồi. Xoay combo 360 độ nào, hãy vui lòng để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe, bật nút thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.